này Moon cùng với Sky sẽ lại ăn món sữa chua nha các bạn. Món rất là được yêu thích, đây là sữa chua mà làm bằng Nha Đam nha các bạn. Chia ra ngoài, ngồi xuống mẹ lấy cho nào, xịt xuống nha các. Tay của Moon này, xin này. Ngồi xuống nha các. Đợi một tí. Nào ngồi đàng hoàng nào. Mẹ cho nào. Từ từ chứ con. Muốn đây này, cũng muốn đây này. Cũng muốn đấy, cũng muốn đấy, cũng muốn đấy. Đấy. Ngon à? Kìa, ta ăn cái kiểu gì vậy trời? Ăn đây. Kêu cái gì nữa à? Xoay như kiểu tầng tắm. Ui giời ơi, yếm à, không biết gạt yếm xuống. Cho mẹ cử cái yếm cho nào, cái yếm chấm xuống cái ấy như hết à. Nhưng mà như thế lại sạch. Quay mặt lại đây nào, xoay lại nào con. Thế à? Thế ừ, đúng rồi. Có ngon không? Trời ơi khổ ghê ạ. Sky về chỗ nào mẹ cho nào. Sky ơi. Được rồi, đây mẹ cho ngồi xuống, ngồi xuống kìa. Ủa, trời. Kìa còn ăn trộm của chị Muôn tí nữa, chị nóng. Ngồi đây mẹ cho. Giận kìa. Khiếp. Muốn khôn lắm, nằm chỗ mút thôi, mút là sữa nó chảy về. Chân chèo chèo khắp nơi. Hôm nay mình mà thưa một cái nhất luôn. Khiếp. Chứ mình ra để ăn sẽ cái. Muôn ơi, có ngon không? Ngon không? Chắc là rất là ngon. Món này là món yêu thích nhất hơn cả sữa bột pha nhá. Chưa hết món này. Cảnh Nha Đam ấy, ngon như cái gì ấy. Ăn đấy. Ăn nào. Thấy bóc nó nhảy mặt lên đúng là Moon. Ngồi yên. Đừng có nóng. Rồi. Đó. Này của chị Moon. Hết nhá, 4 hộp nhá. Ai ngồi ghế nào, ăn nào. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 1 lốc. Hết sạch. Đấy, ăn đi. Nhưng mà có cái yếm là áo sạch.
Trời ơi, cái bụng Sky no 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 gọi là không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn. Muốn cảm giác thế nào con? Có thấy ngon không? Hả? Cúi ăn một mạch chứ không thấy nói chuyện gì cả. Sky ngồi ghế đàng hoàng, Sky kia. Sky ơi, ngồi ghế nào? Sky không ghế nào? Muốn hết chưa? Rồi mà còn ngon quá không thể cưỡng lại được nhỉ. Lau tay cho Sky này, lau tay, mẹ lau tay nhé. Tay kia, tay kia, tay kia. Lau tay thôi chứ đã lau miệng đâu. Nào, mồm, no chưa? Sướng chưa? Chanh nữa hả? Bốn hộp rồi no, ó đi. Ngồi thẳng lên ra nào, Sky. Đâu, chị Moon thế nào? Moon ăn sạch sạch thôi rồi luôn, không còn một cái gì không tìm. Moon ăn sạch ơi là sạch luôn nha, giỏi thế. Sky ăn sạch luôn 4 hộp sữa chua. Tác phẩm của Moon hay Sky? Ngồi quay lại nào, Sky ngồi quay lại nào. Đứng lên, Sky ơi, Sky ơi. Thôi thôi thôi, muốn. Được rồi, được. Sky, đứng lên, đứng lên. Đứng lên nào, Sky, đứng lên. Xịt, về ghế ngồi, nhanh. Đứng lên, đứng lên. Ngọc muốn nằm, muốn nằm. Đâu nào, đâu nào, mẹ xem miệng. Quay lại đấy, quay lại đấy, quay lại. Cởi miệng. Đấy, sạch sẽ chưa? Và video của mình cũng xin tạm dừng ở đây các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.